Thưa quý vị và các bạn, nằm cách thị trấn Cốc Bài, huyện Xí Mần khoảng 6 km, ở độ cao trên 1.200 m so với mặt nước biển, Thảo Nguyên Xuôi Thầu là địa điểm hấp dẫn đối với du khách khi đặt chân đến vùng đất phía Tây của tỉnh Hà Giang. Nơi đây mang vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc nhưng không kém phần hùng vĩ. Vượt qua quãng đường đèo quanh co khoảng 6 km từ thị trấn Cốc Bài lên thôn Xuôi Thầu, du khách sẽ bắt gặp một thảo nguyên bao la rộng hàng trăm hectare. Từ Thảo Nguyên xuôi thầu, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn về các xã Pà Vệ Sủ, Trí Cả, Thèn Phàng, Cốc Rế hay thị trấn Cốc Bài. Kiểm nhấn trong bức tranh hùng vĩ của những núi đồi trùng điệp đó là những nương lúa, vườn hoa rực rỡ sắc màu, nét mềm mại của dòng sông chảy. Cái đường lên đây á, thật sự là đây là một trải nghiệm đầu tiên khi mình đến với Thảo Nguyên này. Thật sự mà nói thì rất là đẹp. Nếu như là bạn có có một cái lịch trình đến với Hà Giang thì mình nghĩ đây sẽ là một cái điểm đến mà các bạn không nên bỏ qua. tại chắc chắn sẽ có rất là nhiều điều thú vị ở cái thảo nguyên này. Tuy không phải là... dịp nghỉ lễ, nhưng đây, thảo nguyên được. xuôi thầu có sức hút kỳ lạ với du khách khi có tới hàng trăm lượt người đến đây vào ngày cuối tuần. Bởi xuôi thầu đang sở hữu một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hòa quyện giữa núi non, ruộng bậc thang và những cánh đồng hoa rực rỡ. Đến xuôi thầu Mỗi du khách đều có cảm nhận được một chút hương vị như châu Âu thu nhỏ trong không khí xe lạnh và trong lành, đặc biệt là cảm nhận nhịp sống bình yên của đồng bào mang đậm bản sắc dân tộc giữa thảo nguyên bao la. Lần đầu tiên đến với huyện Sĩ Mân và đặc biệt là thảo nguyên Su thầu, em cảm thấy đây là một nơi rất là tuyệt vời từ cảnh sắc cho đến người dân ở đây. Người dân ở đây rất là thân thiện và đem lại cho em một cái cảm giác rất là happy đấy khi mà được đến đây, người ta chào đón rất là nhiệt tình thảo nguyên xuôi thầu đang là một địa điểm du lịch tuyệt vời cho những ai yêu thích thiên nhiên và khám phá bất kỳ thời gian nào trong năm thảo nguyên xuôi thầu cũng đều mang một vẻ đẹp riêng biệt từ sắc hoa tươi tắn của mùa xuân nắng vàng rực rỡ của mùa hè cho đến bức tranh nguy nga của mùa thu đều khiến cho du khách cuốn hút để tận hưởng và trải nghiệm